Dạ em xin phép chào chị nha. Chị cho em hỏi là mình tên là gì, mình đến từ đâu? Tên tôi Phạm Mỹ Anh, Mỹ Nhân. đến từ tỉnh Sóc Trăng luôn. Chị đến từ Sóc Trăng ha. Chị cho em hỏi là hôm nay chị đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, chị cần giúp vụ việc gì ạ? Dạ em cần tìm con Tìm đi con. mất tích. Con của chị phải người chị cầm trên tay tấm hình không? Đúng. À, chị có thể cho mọi người biết là con chị tên họ là gì, bao nhiêu tuổi không? Tên Nguyễn Thị Mỹ, nó năm nay nó 17 tuổi. Nguyễn Thị Mỹ, 17 tuổi. À, vì sao mất tích và mất tích thì nào em mà chị nói rõ cho chi tiết giúp em ạ. Dạ, mất tích ngày bữa 15 tới ngày nay 15 tháng mấy chị? 15 tháng 11. 15 tháng 11. Đến nay là ngày 18 rồi đúng không? Dạ đúng. Là 3 ngày. Khi đi thì con chị đem theo những tài sản gì không? Tôi cái điện thoại và còn đặt quần áo. Con chị còn đi học không? Dạ còn đi học nghề tóc. Đi học ngày tóc. Chị cho em xin hỏi thêm là con của chị trước khi bỏ đi thì gia đình mình có đánh đập hay la lầy hay có vấn đề gì chuyện gia đình để khiến con mình buồn mà đi không? Không. Không có gì hết. Khi đi em mình thấy con mình có biểu hiện gì trước khi đi á? Nói con đi làm có tóc á, lương muốn làm giàu á, còn lâu lắm, không có làm giàu, không cái gì có tóc đó là nhàn, có tiền đủ sống, À còn muốn đi làm mở quán mình kia cho nó mau giàu. à ý với con mình muốn làm giàu nhanh, làm ở tiệm tóc thì lương chỉ đủ sống không có dư Sống không giả có dư cái nghề đó. nên muốn đổi công việc khác đúng không ạ? Đúng. Đến bây giờ con mình đi được 3 ngày và có tin bài muốn làm giàu thì chị có biết ý định con mình muốn làm giàu từ cái công việc gì không? Bây giờ thấy lâu rồi, thấy cỡ nửa tháng là nhỏ nào đó nhắn tin mà hơi già, mặt hơi già hơn Mặt nó đó, dạ. thấy đi làm việc lương cao, bán quán lên đỉnh lo hết, Lên đã là lên đâu chị? nói gì đó, nói đi lên đỉnh đi là lo hết vậy đó. Nó con mình nó nói với mình vậy thôi, Là cái con mình mình chỉ trình bày như vậy thôi trình ha. bày vậy thôi. Làm con mình có trình bày hay là có đi đâu không? Cụ thể là đi tỉnh nào để làm việc không? Đi xin bản số xe của anh sát bên đó, anh Nhí đó là nói là đi chuyến xe Tây Ninh lúc 8 giờ là 15. 8 giờ ngày 15 đi Tây Ninh. Đúng rồi. Lúc đó thì gia đình mình cha và mẹ có ở nhà không? Có em ở nhà đi đám mà đi đám phụ cho với người ta đó, rồi qua bữa sau nó không có điện mà tính đâu, nó ở với nhà của thợ tóc đó, thợ tóc đó. Thường thường nó đi tập gym với thợ tóc đó rồi nó ở dưới luôn. Lúc đi thì gia đình mình có ai đưa con mình ra xe không? Không tự động đi lên mà Tự động ra đi. Lúc đi có điện thoại cho gia đình mình không? không trốn đi mà. Trốn đi luôn. Đến khi nào mình mới phát hiện được con mình đã mất tích? Tới bữa ngày 18 của ngày 17 là hồi 9 giờ, 9 giờ 17. ngày 17 9 giờ ngày 17, 9 giờ đêm hay 9 giờ sáng chị? 9 giờ sáng Rồi. điện về rồi cho con nói chuyện có 2 tiếng à. Gửi tiền 30 mấy triệu qua cho con, làm cho chuột con, Con gọi mình nói như vậy hả? Chuột với lý do gì và vì sao? người ta cho con điện về có 2 tiếng là con làm rớt điện thoại, Nội dung như thế bắt nào? con thường 31 triệu. 31 triệu là bắt Tới bữa nay thường. không liên lạc luôn, Rồi lúc đó thì gia đình mình có xử lý như thế nào không đi qua báo công an này kia gì đó, rồi công an xã, công an huyện, rồi bên tới công an tỉnh luôn rồi. Mà công an xã, huyện với xã thì nó nói là không? Là mình trình báo cơ quan chức năng rồi đúng không? dạ. Dạ rồi. Theo như chị chia sẻ thì con mình đi được 3 ngày. Ngày thứ hai là có điện về là báo chuột con 30 30 31 triệu ha. Rồi đến bây giờ là ngày thứ thứ ba thứ tư chị. Thứ tư rồi là không còn tung tích nào nữa. Không. Đặc biệt là con mình trước đó có tâm sự là muốn đổi công việc, tìm việc lương cao để về nhà mở quán ha. Xong là đi bến xe lên tới Tây Ninh luôn. Thì chị cho em hỏi thì gia đình mình có tìm hiểu cũng như là đọc được những thông tin là việc nhẹ lương cao cũng như là dụ người đưa qua Campuchia không? Không thấy nó là về đi học bắt cóc với tập gym về là nó thường ngày đó không có đi chơi đâu cho nó, rồi ra về là nó cắm điện thoại với cái cô đó đó, cái như nó hơi mặt hơi già hơn, bữa đó có mình coi là thấy cái mặt cứng hơn nó đó,
mà nói là không có nghe lệnh, là nhỏ đó định như nó cái gì nghe nó cứ hú hú gì đó. Rồi mấy bữa sau đó, nó nói nó cứ nói tốt mở ở hoài à, nó nói con 21 con đi lên cảnh bán quán người ta lo hết. Là nó chỉ nói vậy thôi. Chị có biết công việc ở bên Campuchia không? Chị có biết việc nhẹ lương cao trên mạng báo chí đài truyền thống đồ hay đăng không? Không. Không có biết luôn ha. Không. Vì khoảng 2 năm trở đây, cổng thông tin cũng như là báo điện tử các trang mạng xã hội cũng đã đăng tải rất nhiều việc nhẹ lương cao, đặc biệt là vụ trẻ còn nhỏ tuổi đánh mạnh vào cái tâm lý các bé mê việc nhẹ lương cao, ngồi không bấm máy tính, lương 20-30 triệu một tháng, thì qua đó chỉ ngồi bấm máy tính thôi thì em nhỏ tuổi cái trải nghiệm cuộc đời xã hội rất là thấp, nên rất là mê tiền, đặc biệt là con mình cũng nằm trong số đó, vì muốn việc nhẹ lương cao về nhà đổi cuộc đời mở quán. Thì việc nhẹ lương cao là như thế nào em sẽ giải nghĩa cho chị nghe luôn ha. Qua bên đó bọn nó sẽ hướng dẫn nhận dụ những công việc kiểu như là xin việc làm, qua bên đây chỉ ngồi bấm máy tính hay là bấm sale những cái mặt hàng này kia, chỉ tháng 20-30 triệu thôi. Khi ra quán cà phê hay là đi chỗ nào đi xin việc thì bọn chúng sẽ đưa xe tới nước tại chỗ luôn, con em mình lên xe nó cho uống một chai nước là đưa thẳng qua biên giới Campuchia. Không duy nhất gì con chị hàng tháng rất là nhiều vụ, 20-30 vụ một năm, tổng kết là không bao nhiêu là điểm sởi, đặc biệt đánh vô những người mê tiền cũng như là lười làm. Như chị cũng mới chia sẻ, con mình kêu công việc thì chỉ đủ ăn đủ sống thôi chứ không có dư giả, thì lên mạng gõ lương 20-30 triệu, 15-20 triệu một tháng, các em này rất là mê luôn ha. Nên em cũng xin nhắc nhở là cho chị nghe công việc bên Campuchia như thế nào. Thì bọn chúng sẽ dụ những bé này bán bên bển và ngồi bấm máy tính lừa đảo các người Việt Nam, người nước ngoài, Campuchia mình đủ, nói chung là văn văn các loại ha. Khi mà lừa không được thì các đối tượng nó sẽ dùng tay chân bạo lực với con mình, còn khi mà làm không được thì sẽ gọi điện về cho người nhà mình để chuộc con mình về. Khi mà bọn chúng mà có gọi điện coi chuộc con mình về thì lúc đó mình hãy bình tĩnh, không có chuyển tiền nha. Lúc đó mình chuyển tiền sẽ mất tiền mất con luôn, vì bản chất bọn này là buôn người bán người, mình chuyển 1 tỷ cũng không nhận được người ha. Lúc đó thì chị có thể gọi được tiếp cho hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ hướng dẫn mình ha. Rồi chị cho em xin hỏi thêm một xíu là hôm nay ba của em trai này đâu không lên ạ? Ba của em trai ở nhà lo công việc. À, là ở nhà công việc nên hôm nay chị lên đây để tìm con. Chị có đôi lời nào muốn gửi đến con của mình nếu như con mình xem được video này và con mình hiện tại còn ở Việt Nam không? Chị nói đi, con chị đang xem video. Con có thấy thông tin này thì con đi về đi, mẹ có gì mẹ lo cho con. Mẹ nói con không nghe, con đi, con về con được đi. Có gì mẹ lo cho con. Nếu như lỡ con mình có chơi bời hai vấn đề chú nợ quá nhiều nên sợ không dám về, thì bây giờ con mình già kêu nợ 100-200 triệu gì, lúc đó già chị có tha lỗi hết cho con mình không? Tha lỗi. Tha lỗi hết ha, chỉ cần con quay về là được đúng không? Rồi một lần nữa chị nói rõ họ tên của con mình giúp em. Con từ 17 tuổi, tên là Nguyễn Thị Mỹ. Nguyễn Thị Mỹ, 17 tuổi, chưa được 18. Và một lần nữa em xin nhắc lại cho quý bà con, cô bác, những người nào đang nhận dụ bé trai này đang đi hay là đang làm hay đang ở cùng ở đâu, nghe rõ một lần. Vì em trai đây chưa được 18 tuổi, toàn quyền quyết định của cha mẹ, toàn quyền quyết định sự việc điều cha mẹ, cho dù bé này tự chấp nhận đi hay tự ở cùng thì người đang giữ bé hay là người đang đi cùng bé đều dính líu đến pháp luật, vì bé chưa được 18 tuổi, toàn quyền quyết định của cha mẹ. Nên em xin nhắc lại, nếu ai đang ở cùng, ai đang giữ bé hãy nhanh chóng thả bây giờ cũng như là gọi điện cho người nhà đến rước bé về ngay lập tức. Nếu không, đội sĩ Nguyễn Hải cùng phối hợp với cơ quan chức năng đi tìm đến thì lúc đó thì không còn cơ hội để xin lỗi cũng như là giải quà nữa. Đội sĩ Nguyễn Hải hôm nay ghi nhận cũng sẽ cho cơ hội từ hôm nay và ngày mai, nếu như cố chấp không thả bây giờ cũng như không gọi điện người nhà đến rước thì đội sĩ Nguyễn Hải sẽ làm khoảng tay ha. Chị có đôi lời nào muốn gửi đến bà con cô bác cộng đồng mạng nhờ giúp đỡ tìm kiếm con mình không? Chị nói đi. Dạ, em cũng nhờ bà con cô bác với anh chị em gì đó có gặp tên Nguyễn Thị Mỹ này là gửi về đi, em cũng mà thành lập chia mà thành lập cảm ơn.
Rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chia sẻ giúp em video này. Nếu như ai thấy được em trai giống trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858, để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải có thể đến giúp đưa em trai quay về đoàn tụ gia đình. Còn nếu như em trai em đang gặp khó khăn hay là ai đang chăm giữ em đó, thì em có thể nhờ một điện thoại đó hay là em lén lút nhắn tin về cầu cứu. Đầu tiên là em có thể gọi đến số điện thoại 13, còn không về em có thể gọi đến số tổng đài đoàn hiệp sĩ Nguyễn Hải như anh đọc như trên, để có thể giúp em quay về đoàn tụ với gia đình ha. Rồi sự việc của chị thì anh em đoàn hiệp sĩ Nguyễn Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng giúp chị hết sức có thể mà sẽ nhanh chóng phải tìm được con chị quay về cho chị ha. Chị cho em hỏi toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ đúng sự thật. Dạ, khi chị đến đây nhờ anh em đoàn hiệp sĩ Nguyễn Hải ghi hình quay phim, thì tất cả anh em ở đây sẽ đăng tải thông tin hình ảnh của chị và con của chị lên tất cả trên mạng xã hội, nhằm mục đích là nhờ bà con cô bác chia sẻ mạnh tìm kiếm con mình. Chị có đồng ý cho anh em đăng tải tất cả video thông tin này lên mạng không ạ? Dạ. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Để rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cũng như là cộng đồng mạng đã chung tay góp sức cùng đội hiệp sĩ Nguyễn Hải trong thời gian qua, và em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.